Khu vực Đông Nam Bộ đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô 2023-2024 với hàng nghìn diện tích sản xuất nông nghiệp đã bị hạn hán thiếu nước, gần 8.000 sản xuất cà phê, hồ tiêu, lúa, cây ăn trái ở nhiều huyện thuộc tỉnh Bình Phước đang bị ảnh hưởng hạn hán thiếu nước trong cao điểm mùa khô. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, hiện đang có gần 8.000 hecta sản xuất cà phê, hồ tiêu, lúa, cây ăn trái ở khu vực ngoài công trình thủy lợi tỉnh Bình Phước, thuộc các huyện Hớn Quản, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh và Bù Gia Mập bị ảnh hưởng hạn hán thiếu nước tưới. Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài ở Đông Nam Bộ, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại một số công trình nhỏ, công trình xuống cấp do bị bồi lắng lòng hồ, vùng ngoài công trình thủy lợi với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 8 đến 11.000 hecta, gồm Bình Phước 6.000 đến trên dưới 8.000 hecta, Đồng Nai 1.000 đến trên dưới 2.000 hecta, Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 1.000 hecta. Từ sau Tết Nguyên đán, độ mặn đo đạt được tại các kênh đầu nguồn của tỉnh Sóc Trăng liên tục duy trì ở mức trên 1,5 phần ngàn. Với tình hình này thì toàn bộ cống đầu nguồn của tỉnh buộc phải đóng hoàn toàn để ngăn mặn. Chính vì vậy mà hàng nghìn hecta lúa đông xuân muộn của tỉnh đang đối mặt với nguy cơ thiệt hại. Trước tình hình này, cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương tích cực rà soát theo dõi diễn biến nguồn nước tại từng thời điểm khác nhau nhằm nỗ lực cứu lúa khi độ mặn đạt mức cho phép. Là một trong những địa phương thuộc điểm nóng của hạn mặn xâm nhập, ngay từ đầu mùa khô, huyện Long Phú đã tích cực khuyến cáo nông dân chuyển đổi cây trồng thay cho làm lúa vụ ba. Dù vậy, với giá lúa khá hấp dẫn ở giai đoạn đầu vụ, diện tích xuống giống lúa vụ 3 tại huyện liên tục tăng cao, đạt gấp đôi so với năm 2022. Nắng nóng gay gắt, độ mặn tăng cao đã làm cho 30,99 ha lúa vụ 3 của huyện bị mất trắng hoàn toàn. Phần diện tích còn lại hiện vẫn đang được bà con nông dân nỗ lực chăm sóc bằng nhiều giải pháp kết hợp. Tuy nhiên, nếu tình trạng thiếu nước vẫn tiếp tục duy trì trong vài ngày nữa, diện tích thiệt hại sẽ còn tiếp tục tăng cao. Nói chung là nhà nước đứng rồi cũng có cái khuyến cáo không cho dân mặn, nhưng mà mình thấy cái giá lúa hôm nay hấp dẫn quá, bà con cũng tự làm, tự phát là làm, rủ nhau mà làm. Làm nhưng mà bây giờ tình hình nó khó khăn, cái nước mặn là không đưa nước vô, thiếu nước trầm trọng lắm rồi trong này. Thì bà con xung quanh bây giờ thì cũng yêu cầu là kiếm nước mà bơm truyền lên mà cứu vào cái lúa thôi. Còn tại huyện Trần Đề, diện tích xuống giống lúa vụ 3 năm nay đạt 512 ha. Hiện nay, trà lúa chủ yếu đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Các ruộng gần kênh lớn vẫn còn nước để bơm tưới. Tuy nhiên, đến các giai đoạn sau, nếu nguồn nước ngọt trong vùng không còn đảm bảo, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tạo hạt và phát triển của cây lúa. Giải pháp tới thì chắc phải liên hệ với huyện bạn về cái các cái cống mà lấy nước, để khi mà có điều kiện lấy nước được thông tin rộng rãi cho bà con. Và song song đó thì cũng có cái khuyến cáo bà con nông dân mình nên những cái kinh mà kinh gâu thì nên đắp đập khi mà có cái nguồn nước. Tính đến thời điểm này, diện tích xuống giống vụ lúa đông xuân muộn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là 41.000 ha, trong đó có khoảng 10.500 ha nằm ngoài kế hoạch. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hiện có hơn 3.000 ha đang đối mặt với nguy cơ thiệt hại do khô hạn, thiếu nước. Trường hợp bất khả kháng, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành mở cống lấy nước ngay khi độ mặn ở kênh đầu nguồn đạt mức 1,5 phần ngàn để dung hòa nguồn nước tại ruộng và trong vùng hệ thống. Hiện nay thì lực lượng quản lý cống đó, vận hành cống thì đang theo dõi sát cái tình hình diễn biến của độ mặn trên cái dòng sông để mà tranh thủ mà khi có nước ngọt xuất hiện là đáp ứng được cho sản xuất thì tiến hành mở cống lấy nước. Mỗi một ngày thì có hai đợt chúng ta đo cái nồng độ mặn. Trong đợt hạn mặn lịch sử mùa khô năm 2015-2016, tỉnh Sóc Trăng là một trong những địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long chịu thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp. Thời điểm này, bà con nông dân cũng cần chủ động các giải pháp tích trữ nước ngọt khi có điều kiện, đồng thời sử dụng nước hợp lý nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng nước tưới cho cây trồng trong mùa khô hạn năm nay. Từ đầu mùa khô cho đến nay, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang diễn ra phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, thì nhờ vào đầu tư vận hành tốt các trạm đo mặn tự động, nên Hậu Giang có được thông tin dự báo nhanh, chính xác để người dân ứng phó kịp thời và giảm áp lực cho cán bộ đi đo mặn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, từ giữa tháng 2 đến nay, nước mặn từ thủy triều biển Tây xâm nhập vào địa bàn tỉnh Hậu Giang, nhất là tại huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh, với nồng độ khá cao.
độ mặn đo được tại nhiều nơi ở huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh dao động từ 5 đến 8 phần nghìn, trong đó độ mặn cao nhất là 9,5 phần nghìn, đo được tại cống Hóc Bó thuộc xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Tuy nồng độ mặn ở mức khá cao, nhưng với việc chủ động triển khai nhiều giải pháp về công trình và phi công trình của các ngành chức năng, cùng người dân địa phương, đặc biệt phát huy có hiệu quả các trạm đo mặn tự động, nên đến thời điểm này, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh không gây thiệt hại về sản xuất của người dân. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, toàn tỉnh hiện có 10 trạm đo mặn tự động được phân bổ chủ yếu ở các địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng của mặn xâm nhập, chủ yếu là ở huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Các trạm đo mặn tự động này được kết nối với điện thoại thông minh để gửi kết quả đo mặn hàng ngày vào khung giờ cố định được cài đặt từ trước và qua đây giúp cho cơ quan chuyên môn của tỉnh và địa phương cập nhật được nhanh và thường xuyên về nồng độ mặn ở các thời điểm trong ngày, từ đó giúp các ngành chức năng thông báo kịp thời để người dân chủ động cũng như ứng phó hiệu quả trước diễn biến gay gắt, khó lường của tình hình mặn xâm nhập. Một thông tin khác cũng liên quan đến tình hình hạn mặn. Thưa quý vị, những ngày qua thì hạn mặn bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Đây cũng là khoảng thời gian mà người dân xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn nước ngọt để sử dụng cho các sinh hoạt hàng ngày. Trước tình hình này, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bến Tre đã thuê xà lan chở nước ngọt về nhà máy nước Long Định với hy vọng là sẽ giúp cho người dân nơi đây cảm thấy yên tâm hơn. Đây là những hình ảnh ghi nhận vào sáng ngày 22 tháng 3. Rất đông người dân từ khoảng 6 giờ sáng đã có mặt tại nhà máy nước Long Định, xã Long Định, huyện Bình Đại để chờ lấy nước RO. Theo ghi nhận, đã hơn một tháng kể từ khi hạn mặn bước vào giai đoạn đỉnh điểm, người dân địa phương đã phải làm quen với nước sinh hoạt có độ mặn tăng cao, chỉ dùng để giặt chứ không thể dùng để tắm gội hay nấu ăn. Để có nước ngọt sử dụng, bà con đã đến nhà máy nước để lấy nước RO về dùng, nhưng số lượng cũng hạn chế, không đủ cho sinh hoạt hàng ngày. Do đó, ngay sau khi nghe tin, xà lan chở nước ngọt cập bến, cung cấp nước cho nhà máy nước Long Định, bà con rất vui mừng, phấn khởi. Trong lúc này độ mặn, quá trời mặn, nước không tên mà là tới 9 phần ngàn, tới 10 phần ngàn. Đã từ cái đó chúng tôi rất lo, nước tiêu dùng không có, nhưng mà nay nghe xà lan đậu để rồi cung cấp nước cho dân thì nhà máy nước này làm như vậy thì tâm niệm của người dân rất vui và rất mừng. Trong điều kiện nguồn nước mặt trên địa bàn huyện Bình Đại đã nhiễm mặn cao, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bến Tre phải thuê xà lan đến thượng nguồn đưa nước ngọt về nhà máy nước Long Định với khoảng 3.000 mét khối nước. Dù chi phí cho hoạt động này là rất cao, khoảng 40.000 đồng trên 1 mét khối nước. Tuy vậy, Trung tâm vẫn chấp nhận để có nguồn nước ngọt nguyên liệu hòa vào hệ thống nước của nhà máy, đưa nước ngọt đến từng hộ dân. Vận chuyển nước bằng xà lan, thì cái này công kế hoạch của trung tâm sẽ vận chuyển nước xà lan phục vụ tại 5 nhà máy nước này có kế hoạch. Hiện nay cũng như bà con thấy thì thấy đang là vận hành xà lan cấp nước ở nhà máy Long Định. Thời điểm này, dù nguồn nước ngọt nguyên liệu đang khan hiếm, nhưng các nhà máy nước của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh vẫn hoạt động hết công suất, cung cấp hơn 70.000 khối nước một ngày đêm. Trong đó, nhà máy nước Long Định cung cấp từ 1.600 đến 2.000 mét khối nước một ngày. Khi xà lan chở nước ngọt đến, độ mặn nước sẽ giảm. Nhà máy có thể cung cấp từ 2.000 đến 2.500 mét khối nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng của bà con trong khu vực. Song song với nguồn nước sạch hàng ngày, nhà máy nước Long Định cũng sẽ tiếp tục duy trì hệ thống RO cung cấp cho người dân. Nhà máy sẽ cung cấp nước RO miễn phí vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Mỗi hộ được lấy tối đa 60 lít nước một ngày. Diễn biến hạn mặn sẽ còn gay gắt trong những tháng đầu mùa hè đang tới gần. Vì vậy, người dân được khuyến cáo phải tiết kiệm nước ngọt tối đa thì mới có thể đáp ứng được những nhu cầu nước sinh hoạt tối thiểu.